Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Kinh tế Tài chính của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình hôm nay bao gồm những nội dung chính như sau: ngành dệt may khắc phục khó khăn vốn và đón đầu thị trường; SJC họp báo về bao bì hologram chống hàng giả; kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may 9 tháng đầu năm ước đạt 12,6 tỷ đô la Mỹ. Đây là một kết quả đáng khích lệ. Song ngành dệt may cần phải rất nỗ lực mới có thể cán đích 17,5 tỷ đô la Mỹ kim ngạch xuất khẩu cả năm 2012. Bên cạnh khó khăn do chi phí đầu vào liên tục gia tăng và biến động thất thường, chi phí tài chính tăng cao đang khiến cho giá thành sản phẩm tăng cao, giảm tính cạnh tranh của sản phẩm ngành dệt may Việt Nam. Nếu mà so với các nước cùng cung ứng cái dệt may trong khu vực thì cái lãi suất của chúng ta vẫn đang là rất cao so với các cái nước trong khu vực. Nếu như họ may cái đồng ngoại tệ thì họ chỉ dưới 2% năm thôi. Một số doanh nghiệp trong ngành đã có xu hướng chuyển sang gia công và không tiếp tục đầu tư để khắc phục tạm thời khó khăn thiếu vốn. Song việc này chỉ có thể giúp doanh nghiệp có thể tồn tại trong ngắn hạn mà không hướng tới sự tăng trưởng toàn diện. Để giúp doanh nghiệp giảm bớt khó khăn về vốn và hoàn thành mục tiêu xuất khẩu 2012, BIDV đã thiết kế gói sản phẩm tài trợ doanh nghiệp ngành dệt may dành riêng cho các doanh nghiệp trong ngành. Đối với ngành dệt may thì BIDV dựa trên các đặc thù của ngành thì đã có cái gói giải pháp tài chính toàn diện. Theo đó, BIDV cho vay vốn lưu động dựa trên các cái nhu cầu của khách hàng, dựa trên đơn hàng và hợp đồng xuất khẩu. Và BIDV cho vay tới tối đa 90% giá trị đơn hàng xuất khẩu trong thời hạn 6 tháng. Cũng theo các chuyên gia, khắc phục khó khăn về tài chính để hạ giá thành sản phẩm là chưa đủ. Trong thời gian tới, doanh nghiệp ngành dệt may cần có nhiều sự chuẩn bị để đón đầu sự tăng trưởng trở lại của thị trường Mỹ cũng như cơ hội từ Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP. Điều quan trọng để tiếp cận được thị trường là các doanh nghiệp phải hiểu rõ được yêu cầu của nhà mua hàng Mỹ là gì. Đó là điều mà các doanh nghiệp xuất khẩu cần cải thiện. Có thể thấy, cùng với những nỗ lực của chính các doanh nghiệp ngành dệt may, việc đồng hành của các cơ quan, hiệp hội và hệ thống ngân hàng thương mại hy vọng sẽ giúp cho bức tranh hoạt động của doanh nghiệp ngành dệt may mang màu sắc sáng hơn trong thời gian tới. Theo số liệu từ Bộ Tài chính thì 8 tháng qua, Prudential tiếp tục dẫn đầu thị trường với tổng doanh thu đạt 3.942 tỷ đồng, chiếm khoảng 34% tổng thị phần. Năm nay, Prudential Việt Nam dành gần 900 tỷ đồng, tương đương 43 triệu đô la Mỹ để chia thêm lãi hay còn gọi là bảo tức đặc biệt dành cho khách hàng trong năm 2012. Công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam vừa công bố khoản bảo tức tích lũy đặc biệt trị giá 468 tỷ đồng cho các khách hàng có hợp đồng tham gia chia lãi đã gắn bó nhiều năm với công ty. Đây là lần thông báo bảo tức đặc biệt thứ hai trong năm nay sau khi Prudential công bố khoản bảo tức đặc biệt trị giá 430 tỷ đồng vào tháng 4 vừa qua. Khoản bảo tức tích lũy đặc biệt này sẽ được cộng thêm vào bảo tức tích lũy của các hợp đồng đủ điều kiện và được chi trả khi hợp đồng đáo hạn hoặc có sự kiện bảo hiểm. Đối tượng được hưởng khoản bảo tức tích lũy đặc biệt này là các hợp đồng tham gia chia lãi được phát hành từ trước năm 2006 và có ngày đáo hạn sau ngày 31 tháng 3 năm 2013. Thực hiện chiến lược phát triển thương hiệu tại thị trường Việt Nam cùng với thành phố Hồ Chí Minh, Kohler đang tiến hành mở rộng hệ thống phân phối tại Hà Nội nhằm đẩy mạnh việc phát triển thương hiệu tại thị trường phía Bắc. Bên cạnh việc đưa ra nhiều dòng thiết bị vệ sinh thông minh và tiết kiệm năng lượng, dịp này Kohler còn thực hiện chương trình hỗ trợ đến 30% cho nhiều loại sản phẩm. Sau 6 năm chính thức có mặt tại Việt Nam, hiện Kohler có 5 showroom tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Sản phẩm đã có mặt tại các dự án xây dựng cao cấp trên cả nước. Sau những thông tin bất lợi về việc vàng SJC giả lưu hành trên thị trường, công ty vàng bạc đá quý thành phố Hồ Chí Minh SJC đã họp báo về việc sử dụng bao bì hologram chống giả cho các loại vàng miếng SJC, loại có phân lượng dưới 1 lượng vàng. Theo SJC, từ ngày 22 tháng 10 năm 2012, các loại vàng miếng 5 chỉ, 2 chỉ, 1 chỉ và 5 phân đã được sử dụng bao bì hologram. Trước đây, từ tháng 10 năm 2011, chỉ có vàng miếng 1 lượng mới được sử dụng loại bao bì công nghệ cao chống giả này. Bao bì in màng hologram là loại bao bì công nghệ cao chống giả, trên màng có logo SJC xen kẽ đổi màu và không đổi màu tùy theo góc độ quan sát. Loại màng này không thể tái sử dụng được khi bị bóc ra khỏi bao bì nên có tác dụng chống giả cao. Trên bao bì còn có dòng chữ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC xen kẽ với logo. Tại họp báo, lãnh đạo SJC cho biết các loại vàng miếng được sử dụng bao bì màng hologram chưa bị làm giả trên thị trường. Từ ngày 24 tháng 10 đến ngày 20 tháng 11 năm 2012, siêu thị Big C triển khai song song 4 chương trình mua sắm cuối năm theo những chủ đề khác nhau nhằm tri ân khách hàng.
Chương trình sẽ áp dụng cho hơn 1.200 mặt hàng, chủ yếu là thực phẩm khô, thực phẩm tươi sống, đồ gia dụng, hóa mỹ phẩm, quần áo, thời trang, có mức giảm từ 4 đến 50%. Trong đó, chương trình lễ hội khách hàng sẽ mang lại cơ hội mua sắm những mặt hàng thiết yếu cho gia đình với mức giá tiết kiệm. Đặc biệt, khoảng 100 mặt hàng được thiết kế dưới dạng hộp quà cũng đang được Bixi áp dụng với mức giá tiết kiệm trong chương trình Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Tiếp theo là tổng hợp chứng khoán phiên giao dịch cuối tuần ngày 26 tháng 10. Hai sàn khép phiên với những diễn biến trái chiều của cả hai chỉ số, nhà đầu tư vẫn còn khá thận trọng nên thanh khoản chỉ ở mức thấp. Kết thúc giờ giao dịch, VN Index tăng nhẹ 1,78 điểm, đứng tại mức 391,7 điểm. Yếu tố hỗ trợ thị trường tăng điểm là do nhóm Blue Chip tăng giá khá tốt. Trong khi đó, tại sàn Hà Nội, nỗ lực tăng điểm của HNX Index không thành công do ảnh hưởng tiêu cực của các mã SCR và SHB, giảm nhẹ 0,09 điểm. Sàn HNX Index chốt phiên tại 53,79 điểm. Thanh khoản trên cả hai sàn còn thấp với 60,11 triệu cổ phiếu được giao dịch, tương đương với 521,58 tỷ đồng. Toàn sàn có 215 mã tăng giá, 328 mã đứng giá tham chiếu và 160 mã giảm giá. Tiếp theo là phần tin thế giới. Mời quý vị theo dõi một số thông tin về thị trường chứng khoán Mỹ hôm qua. Thứ năm 25 tháng 10, chứng khoán Mỹ tăng điểm nhẹ sau khi có một số thông tin khả quan từ doanh số của một số công ty. Điển hình là cổ phiếu của Procter & Gamble tăng 2,9% lên 70,07 đô la Mỹ sau khi công bố doanh số cao hơn dự đoán. Theo kết quả kinh doanh của 244 công ty thuộc sàn SP500 vừa được công bố, 62,3% công ty có kết quả vượt mong đợi, cao hơn con số trung bình 62%. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn chờ kết quả kinh doanh của Apple, công ty có giá trị lớn nhất tại Mỹ. Một thông tin khả quan khác hôm thứ Năm là số người Mỹ nộp đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp tuần trước đã giảm. Đây là dấu hiệu cho thấy thị trường lao động tại đây đang phục hồi dù chậm. Lợi nhuận của Apple đã không đạt như mong đợi của giới phân tích. Hãng này vừa công bố lợi nhuận quý 3 sau khi giao dịch kết thúc trong ngày 25 tháng 10. Lý do của việc sụt giảm này là do doanh thu từ iPad giảm. Thông tin này lại khiến nhà đầu tư lo ngại vì tình hình lợi nhuận của các doanh nghiệp trong thời gian qua không mấy sáng sủa. Microsoft cũng đang là thách thức cho Apple. Hãng khổng lồ về phần mềm này vừa ra mắt phần mềm Windows 8 và máy tính bảng Surface. Microsoft kỳ vọng sẽ đánh bật được Apple, cũng như sự phổ biến của iPad. Trong một sự kiện hiếm hoi, các giám đốc điều hành từ hơn 80 công ty lớn của Mỹ đã cùng nhau hối thúc Quốc hội cắt giảm thâm hụt ngân sách liên bang. Tại châu Âu, cổ phiếu tăng sau khi sản lượng nhà máy tại Trung Quốc đang tăng và một báo cáo cho thấy nền kinh tế Anh đang tăng nhanh hơn dự báo trong quý 3. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Kinh tế Tài chính hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai phát sóng trên kênh HTV7. Thân ái chào tạm biệt.